Để hiện thực hóa cơ chế, chính sách đặc thù Nghị quyết 98 của Quốc hội, Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh vừa trình lên Hội đồng Nhân dân thành phố tờ trình về ban hành danh mục dự án đầu tư theo phương thức đối tác công tư, PPP trong lĩnh vực y tế, giáo dục đào tạo, thể thao và văn hóa. Với lĩnh vực thể thao, thành phố Hồ Chí Minh đã đề xuất loạt dự án các công trình phục vụ thể thao quy mô lớn. Trong đó, dự án có tổng vốn đầu tư lớn nhất trong danh mục này là xây dựng mới sân vận động có bố trí đường chạy điền kinh với sức chứa 50.000 chỗ. Sân vận động mới dự kiến đặt tại thành phố Thủ Đức với diện tích gần 11 hectare và tổng vốn đầu tư hơn 7.000 tỷ đồng. Các dự án đáng chú ý khác là xây dựng mới học viện bóng đá và cụm 6 sân tập bóng đá ngoài trời với diện tích 3,88 hectare ở thành phố Thủ Đức, tổng vốn đầu tư là 1.000 tỷ đồng. Ngoài ra, Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh cũng đề xuất đầu tư dự án xây dựng mới các đường đua xe đạp địa hình, mô tô địa hình, đường đua xe go-kart, nhà đua xe đạp lồng chảo tích hợp đường đua xe mô tô, cụm trường bắn súng và bắn cung. Theo Nghị quyết 98 của Quốc hội, thành phố Hồ Chí Minh được áp dụng đầu tư theo phương thức đối tác công tư đối với các dự án đầu tư trong lĩnh vực thể thao và văn hóa,